Đúng, năm 2017 vừa qua là một năm thành công của làn sóng startup trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, ẩm thực và công nghệ. Thì theo các anh là đối với startup công nghệ thì có ưu thế gì hơn so với các ngành khác? Thì startup công nghệ có một cái điểm là họ biết tận dụng và các nghiên cứu và tận dụng áp dụng những cái công nghệ mới, và các công nghệ mới đấy thì cùng với cả startup thì họ xây dựng lên những cái mô hình kinh doanh mới và tạo ra những cái động lực mới cho sự phát triển. Khi mà anh xây dựng các cái mô hình mới như vậy và tận dụng các cái công nghệ mới thì anh cần phải tìm được một cái thị trường đủ lớn cho startup vận hành và phát triển. Thì đó là có vừa là cơ hội nhưng vừa là thách thức với các cái công ty khởi nghiệp. Những cái nhóm startup về công nghệ họ hoàn toàn có thể là ngồi tại gia mà không cần phải thuê một cái văn phòng gì cả. Và cái ý tưởng đấy có thể là họ có được hàng trăm hay là hàng nghìn user, không giống như những cái mô hình truyền thống, đó là chúng ta mở ra một cửa hàng thì chúng ta phải bỏ ra một lượng tiền rất là lớn để và lại thuê thêm người rồi rất nhiều những cái thứ liên quan quản lý nữa. Cái điểm đó là cái điểm lợi thế, nhưng mà nó lại là cái điểm mà thực ra lại là yếu thế của các công ty khởi nghiệp về mặt công nghệ, bởi vì là nó quá dễ làm cho nên thực ra cái sự cạnh tranh của nó lại rất là lớn. Cho nên cái số lượng để mà thành công được cho các công ty startup về công nghệ thì những cái kết quả mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay thực ra cũng chỉ trên đầu ngón tay, mà thực ra cũng có đã gọi là cũng phải có đến hàng ngàn những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp bằng startup là đã ra đi rồi. Vâng, thưa anh Hải, là anh có thể chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp ban đầu với ứng dụng Radar và vì sao anh lại lựa chọn một ứng dụng về cung cấp dịch vụ xe máy và các thiết bị điện tử dân dụng của gia đình để phát triển? Là mô hình kinh tế chia sẻ như cái Uber Grab thì nó cũng đã phát triển rất là rầm rộ trên khắp thế giới. Thì cái câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta ở Việt Nam có một cái app như vậy hay không? Chúng tôi đã bắt đầu với lĩnh vực ô tô xe máy và nghĩ rằng là cái lĩnh vực đấy khá là hấp dẫn. Quả thật thì khi phân tích về bức tranh thị trường thì cũng khá hấp dẫn, các số liệu cũng cho thấy điều đó. Tuy nhiên thì khi vào thực thi triển khai thì mới gặp những các vấn đề. Khi và chúng tôi quyết định điều chỉnh một chút thì chuyển sang là các cái dịch vụ trong nhà, home service. Lập tức thì chúng tôi nhận được cái sự đón nhận rất là tích cực của thị trường và người dùng cũng như cộng đồng rất là ủng hộ chúng tôi. Thưa anh Toàn, là startup thường mắc phải những lỗi gì khi mà bắt đầu khởi nghiệp? Nói chung cái sự đầu tiên đó chính là cái sự ảo tưởng. Tức là ảo tưởng đây đấy là họ quá tự tin vào cái ý tưởng của họ. Tức là khi mà làm một cái ý tưởng gì đó thì họ luôn nghĩ rằng là cái sản phẩm này nó sẽ được cả triệu người ta sẽ quan tâm và người ta sử dụng. Có một ý tưởng làm sản phẩm thì thường họ sẽ có những cái cách như thế này. Một đấy là nhìn theo những cái mô hình mà đã thành công ở những cái thị trường khác. Cái thứ hai dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân, sau đấy họ tự nghĩ ra một cái mô hình kinh doanh nào đó và muốn thử. Và thực ra ban đầu thì có thể là chỉ khảo sát một cái quy mô rất là nhỏ, có thể một vài người thì thấy rằng là ai cũng tung hô theo ý tưởng đấy. Startup thường nghĩ rằng là nó khá là màu hồng, và nhất là những người làm về startup về công nghệ nữa, vì thấy rằng là chi phí mất tiền thì ít mà, cho nên là nhiều khi là bởi vì là mất ít cho nên là họ từ bỏ khá dễ dàng. Họ không biết rằng là họ cứ cố gắng theo đuổi như này đi và đến một ngày nào đấy thì có thể là người ta tiếp tục cải tiến về sản phẩm thì sẽ có thêm được người dùng, hoặc là có những nhà đầu tư họ sẵn sàng họ sẽ bỏ vốn để scale up, tức là để gia tăng thêm, họ đầu tư thêm vốn và để gia tăng thêm cái lượng người dùng cho cái doanh nghiệp đấy. Thật ra chúng tôi cũng mắc phải các sai lầm như vậy. Thì sau khi mà chúng tôi nghiên cứu thị trường thì cũng thấy là xe máy thì cũng là câu chuyện rất là hấp dẫn. Xe ô tô thì khoảng 3 triệu đến 7 triệu xe. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi mình khởi nghiệp ở lĩnh vực đấy thì sẽ rất được cộng đồng cũng như là các nhà đầu tư đón nhận. Tuy nhiên thì sau khi vận hành thực sự thì thấy rằng là điều đấy nó không xảy ra. Thật ra nói là các cái startup ảo tưởng thì đâu đấy thì cũng hơi quá. Vâng, nhưng mà các startup có hai điều. Nhất là niềm tin rằng họ muốn xây một cái mô hình mới. Và thứ hai là thực sự là nếu ước mơ của họ không đủ lớn ấy thì họ cũng không thể có được cái động lực để đi đâu. Và như là các xác ở trên xác canh nói rằng nếu mức mênh không đủ lớn thì cây ngồi đã chật rồi, không thể ngồi làm gì nữa. Thế cho nên là ước mơ họ rất đủ lớn. Đâu đấy thì ở bên ngoài họ sẽ nhìn thấy sự ảo tưởng. Tuy nhiên thì bản thân những người làm thì phải có một cái niềm tin. Và ở đây thì cái niềm tin, ngoài cái niềm tin bản thân thì chúng ta phải có cái lộ trình thực thi cái điều đó. Một trong cái lời khuyên của những cái startup thành công nói rằng anh biết khi nào anh tăng trưởng. Thế là khi anh liên tục gặp những vấn đề. Bởi vì anh gặp những vấn đề anh chưa từng giải thì có nghĩa rằng đấy là những cơ hội để anh tăng trưởng khi anh làm startup. Và phải biết đi ra khỏi những vùng an toàn. Không có điều gì hấp dẫn ở trong vùng an toàn cả. Phải biết đi ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với những thứ mới mẻ và liên tục giải quyết thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái con đường của chính mình. Điều gì khiến cho một dự án startup công nghệ có thể đứng trước nguy cơ thất bại ạ? Tức là cái đầu tiên thì có thể nói đến là cái ý tưởng. Về cái đấy là cái quan trọng nhất. Quan trọng là làm ra cái ý tưởng đấy nó có thực sự gọi là phục vụ cho một cái nhu cầu nào đó trong xã hội hay không. Cái thứ hai đó là liên quan đến đội nhóm, tức là team, mời gọi một số những người gọi là có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấy, nhưng mà sẽ phải làm việc một cách gọi là dedicated,
tức là phải full time trong cái công việc đó thì startup mới thực sự là thành công được. Cái thứ ba nữa, nó mà mình cũng đã nói ở cái phần trước, đó chính là thiếu mất cái sự kiên trì khởi nghiệp về lĩnh vực, về công nghệ, thì nhiều khi nó còn là cái duyên và nó mang tính chất thời điểm nữa cơ. Nếu như mà không đúng cái thời điểm thì nói thật là ý tưởng rất là hay, đội ngũ rất là giỏi, có thể có cả nhà đầu tư nữa, nhưng mà cũng rất là khó có thể thành. Các cái startup mà sau khi mà đã có một chút gọi là một cái thành công, có thể là họ có được khoảng tầm 1 đến 2 triệu user và có thể là gọi được một lượng vốn nhất định, thực ra lúc đó họ chưa thoát khỏi gọi là bị gọi là startup đâu. Thế nhưng mà có rất nhiều những cái startup người ta đã ngủ quên trên chiến thắng. Người ta không tự tiếp tục gọi là innovate, tự tiếp tục để thay đổi cái sản phẩm, cải thiện về mặt dịch vụ. Và dẫn tới cái chuyện là khi mà ngủ quên quá lâu ấy, thì quay lại là không kịp nữa. Vậy tại sao? Bởi vì là có những cái đối thủ khác, hoặc là chính những người tiêu dùng, người ta quay mặt lại với lại sản phẩm khi mà sản phẩm nó không có sự thay đổi.